bánh mì này khoét cái lỗ, bỏ súp vô. Thì cứ đi một vòng đi, đi một vòng rồi tính sau. For prices, so many cheddar, fresh crab, right inside, folks. Table, folks, you hungry? You got crab, pasta, calamari, cocktails. Bread. Right inside, mình muốn ngồi nào mình ngồi nha. Đó, chân cẳng bẻ ra, bỏ qua bên đây. Cái mình bỏ qua bên đây. Bên này cũng vậy. Kính này khoái quá, cười đã quá. San Francisco, Fisherman Wharf. Mắc đâu con 16 đồng. 16 đồng con đâu có mắc gì đâu mấy. Con bự quá. Giờ thì em muốn mua và mua anh không chơi kè đâu. Em muốn gì em? À, em muốn chẳng biết. Dạ. Làm bánh mì chứ, lò bánh mì. Lò bánh mì. À, đang làm bánh mì. I think we'll buy it if we make one. Really? Well, what you have to do is you just go talk to either the main shop or the front desk. And you have to put it in order.
Ồ, cái lò bánh mì này lớn lắm nha em, trên lầu nữa kìa. Quá trời. Xào đồ, bánh mì chua chua. Xào đồ. Xe này, xe điện, 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 xe cái đường rầy đó đây nè, đây đường rầy của mấy cái xe điện. Ồ, San Francisco này mấy cái xe tour nhiều quá ha. Nè, tiệm bánh mì nè. Oh yeah, yeah, yeah. Bù điên. Xào đồ bánh mì chua của Pháp à. Chỗ làm bánh mì. Look what's